Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, thông qua đường dây nóng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh, phản ánh những bất cập trong vấn đề phân phối hàng cứu trợ ở một số địa phương. Với cái nhìn đa chiều, phóng sự sau sẽ làm rõ đôi nét về vấn đề này. Sau trận lụt lịch sử vừa qua, nhiều tổ chức cá nhân từ thiện đã về các vùng rốn lũ ở Quảng Bình để sẻ chia với nhân dân trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản. Ngoài động viên thăm hỏi, các đoàn thiện nguyện cũng đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm và tiền để góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Sự sẻ chia ấy của cộng đồng là hết sức đáng quý. Tuy nhiên, cũng như những đợt trước, nhiều bất cập trong công tác cứu trợ đã nảy sinh mà không phải ai cũng thấu hiểu và chia sẻ với cán bộ cơ sở. Phổ biến nhất là sự cứu trợ thiếu đồng đều giữa các vùng, các địa phương và các hộ bị thiệt hại. Nguyên nhân là các đoàn cứu trợ thường có tâm lý muốn trực tiếp trao quà tận các hộ dân, không muốn qua khâu trung gian, nên có nơi thì quà tập trung quá nhiều, nơi thì không có hoặc quá ít. Chính quyền sở tại thì bị động bởi không nắm được số đoàn cứu trợ cũng như số quà cụ thể. Vậy là nảy sinh thắc mắc trong chính người dân địa phương. Vừa qua, ở một số địa phương, sau khi các đoàn cứu trợ về, cán bộ một số thôn đã thu lại tiền cứu trợ để chia đều cho các hộ khác, gây không ít điều tiếng xấu trong dư luận. Họ thu lại cứu trợ của nhân thì ngay quá là trước khi tôi điền vô, xong rồi là bắt đầu trong tỉnh hình như điền về phải, chú xã phải, xã mới quay lại mới điền về thôn và trả lại cái tiền. Việc làm quả thái, quả thái trầm trọng nhưng mà thái nữa. Mà thực chất ra là những đồng chí đó là họ làm là mang tính chất là họ muốn đem lại cái công bằng, cố gắng được cái lại công bằng trong cái phần quà này cho bà con. Chứ không bao giờ ai mà họ nghĩ đến một vấn đề, ví dụ là này là để thu cái phần tiền phạt ra đó để mà bỏ tứ túi. Thực chất là như vậy. Tôi thiệt nghĩ là quá thực tế như vậy mà không ai dám làm việc đó. Bởi vì có sự giám sát của là cả cấp, rồi đặc biệt là đối với cái sự giám sát của nhân dân. Ông cha ta thường có câu, lũ lụt thì lụt cả làng. Và truyền thống ngàn đời của người Việt Nam ta là đùm bọc sẻ chia, no đói có nhau. Bởi thế, việc thu lại tiền cứu trợ của cán bộ một số thôn vừa qua, xét về phương pháp là hoàn toàn sai, vì không có họp dân và không có sự thỏa thuận hay đồng tình của dân. Nhưng mục đích là để san sẻ tiền cứu trợ cho tất cả các hộ dân cùng chung hoàn nạn. Quan điểm này cũng đã được rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Theo tôi tin là họ làm rồi là đúng, thì là chia sẻ cứ mỗi người một ít để mà nói chơi cùng để giúp khó khăn hoàn nạn. Cái việc mà san sẻ cho dân theo chủ trương vừa rồi á là tôi thấy hoàn toàn đúng, là vì cả cái là thông qua mặt trận có dân chủ, vì trong điều kiện khó khăn các cụ các mẹ thì đông, cái khó khăn như nhau, nhưng mà một cụ thì bậc triệu, một cụ cũng có đồng ngũ, cho nên đây là một việc làm đúng đắn của chính quyền. Một dẫn chứng sinh động là người dân ở vùng rốn lũ Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, dù hết sức khốn khó trong cuộc sống, nhưng họ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái khi hoàn nạn xảy ra. Vì lẽ đó, sau khi nhận được tiền cứu trợ, trên 100 hộ dân ở các thôn đã tự nguyện đến thôn để trả lại trên 134 triệu đồng nhằm sẻ chia cho những hộ dân cùng chung cảnh ngộ. Bà con trong làng trong xóm rằng là thôi thì chỉ là coi là cũng đấy là cái món quà, cái tinh thần về là cái lễ mà chia sẻ với nhau, dù nhiều chứ đó thì là bà con cũng ăn cũng chung nhau, chứ cũng họ cũng phải là họ tự nguyện họ mang đến, chứ trưởng thôn cũng đến nhân với các đoàn thì cũng đến, nói rằng thì họ chỉ hết nguyện vọng của người dân á, là muốn thế nào để cùng chia sẻ lúc cái khó khăn, lúc hoàn nạn để mà vượt qua, tức một miếng khi đói bằng một trở gói khi no. Về cho nên quan điểm tôi mà dân đã đồng tình tự nguyện mà chia sẻ như vậy thì mình có thể nên khuyến khích, để rồi là quan trọng nhất là để tạo sự đồng thuận và thống nhất lâu dài và tạo sự đoàn kết trong của thôn xóm. Một điều quan trọng khác cũng cần cảm thông chia sẻ và ghi nhận nữa là cả cán bộ thôn chưa có dấu hiệu tư lợi cá nhân. Tiền và hàng từ thiện cũng chưa có dấu hiệu bị trục lợi. Hơn thế, trước trong và sau lũ, chính những cán bộ cơ sở này là người trực tiếp chỉ huy và luôn còng lưng chống lũ với đồng bào. Và bây giờ cũng vậy, qua cả chuyến cứu trợ, họ luôn suy nghĩ, tìm cách
để đảm bảo khách quan, tương đối công bằng cho mọi người dân trong thôn, trong xóm. Tôi cũng đã tiến hành triển khai họp ban chấp hành đảng bộ bộ phận trong thôn, rồi là bí thư của ba chi bộ trong thôn, ba tổ trưởng tổ mặt trận của trong thôn để xin cái quan điểm. Thì sau khi phân hàng thì đầu tiên là chúng tôi đã lấy cái quan điểm là ưu tiên cho các cụ mẹ là gia đình chính sách khó khăn, rồi là hộ nghèo khó khăn, hộ tàn tật, rồi là một số đối tượng là khó khăn nhất trong thôn thì ưu tiên lần thứ nhất. Lần thứ hai thì cái số lượng hàng về thì ít mà người ưu tiên thì nhiều, thì do đó là chúng tôi là đến lần thứ hai thì là cấp thì nhưng mà do cái mặt hàng hơi ít đi, thì lần thứ ba thì chúng tôi cũng muốn là thu lại 400-500 nhưng mà thu lại 400 để san sẻ cho những cái số hộ ít. Thì chúng tôi cũng đã trực tiếp phân về cho ba tổ mặt trận và đến trao đổi với gia đình xem thử các gia đình đó có đồng ý hay không, thì nhưng mà đa số là đồng ý, còn lại một số thì họ không đồng ý. Một số họ không đồng ý nhưng mà sau khi hàng về quá gấp cho nên là vẫn tiếp tục để cho họ nhận, và các tổ mặt trận là ba tổ mặt trận đã xin lại cái số tiền, và có một số hộ họ tự giác họ đưa đến để mà sát sẻ. Nhưng mà có cái là một số hộ thì đáng tiếc rằng là họ cũng không đưa. Xuất phát từ cái tính cộng đồng và đảm bảo cái sự công bằng trong nhân dân và được đại đa số nhân dân là đồng tình hưởng ứng với cái phương châm là một miếng khi đói bằng gói khi no, tối lửa tắt đèn có nhau. Vì cái người cùng hoàn cảnh thì đông mà qua thì về thì ít, cho nên thì bằng gửi với cái cách làm của thôn rồi ban công tác mặt trận là xuất phát từ cái sự công bằng. Cho đối với là cái tư tưởng về cái bản chất sự việc thì cũng xin trao đổi với cái là cán bộ thôn xóm và ban công tác mặt trận thì không có cái tư tưởng vụ lợi cá nhân hoặc lợi dụng cái quà hỗ trợ để là tham ô tham nhũng. Tuy nhiên, những thiếu sót của cả cán bộ thôn nói trên, cho dù chỉ sai về phương pháp chứ không phải vi phạm về đạo đức, thì cũng cần được rút kinh nghiệm nghiêm túc. Bởi đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, nếu tái diễn nhiều khi gây hậu quả khó lường về mặt xã hội, nhất là việc giảm sút niềm tin. Họ muốn thu lại để rồi chia sẻ cho đồng đều để cho trong cái vùng lũ thì cơ bản là gần giống nhau, cho nên làm sao đó để cho bà con cái nhận được cái hàng được đầy đủ và đúng cái mục đích của người tài trợ. Cho nên cũng rất thông cảm cho các đồng chí trưởng thôn trong thời điểm dồn dập và công việc rất nhiều, không thể có danh sách đầy đủ cụ thể để mà phục vụ cho các cái đoàn hàng kịp thời được. Vì vậy là có cái tình trạng là thu lại để san sẻ cho bà con, cho các vùng lũ, cho đồng đều. Thiệt nghĩ rằng thì các cấp các ngành mà đặc biệt là dư luận quần chúng nhân dân là hết sức cảm thông và chia sẻ cho những đồng chí là cán bộ ở thôn. Bởi vì thực sự những đồng chí này là những đồng chí hết lòng vì dân. Người ta làm tất cả mọi việc là chúng là cũng vì nhân dân thôi, chứ không có một chút gì gọi là tư lợi để cá nhân hoặc là cho gia đình hoặc là cho dòng họ mình. Vấn đề thứ hai nữa là cũng mong muốn dư luận và nhân dân toàn thị xã cũng như nhân dân cả tỉnh cả nước là đồng lòng và hiểu đúng cái bản chất sự việc. Người ta làm vì dân là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bởi vì ông bà ta có câu là tối lửa tắt đèn có nhau. Thực tế ra thì trong một cái trận lũ thì thiệt hại của bà con rất là lớn. Nhưng mà các nhà hảo tâm, các cấp các ngành thì cũng thể là có đầy đủ các cái nguồn lực để mà chia sẻ cho toàn bộ được. Nhiều nhà tài trợ thì người ta là có cái tiềm lực hơn thì người ta có các cái suất quà lớn hơn. Tuy nhiên cũng có những nhà tài trợ nhưng người ta đem đến tấm lòng bằng tất cả tấm lòng những một món quà nhỏ nhỏ thì cái chia sẻ công bằng giữa các hộ dân là cũng cực kỳ khó. Cho nên là cũng mong muốn là mình phải hết sức thông cảm trong cái cách làm, cách nghĩ và cái mục đích cuối cùng của họ là chỉ đến mang cái quyền lợi đến cho nhân dân thôi. Quảng Bình là địa phương thường gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, nên trong công tác tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ đã có rất nhiều địa phương thực hiện khá tốt công tác này. Thường trực Thường vụ Đảng ủy chúng tôi thống nhất là
theo tinh thần của các đoàn cứu trợ, chúng tôi tổ chức phân phối hàng cứu trợ theo hồ nóc nhà. Và là trong từng thôn á, thì có thể giữa các đoàn cứu trợ số lượng là không đảm bảo cho đầy đủ các hồ trong thôn. Do đó mà nếu như hồ này đã nhận đợt này của đoàn A thì lần sau á, phải nhường cho hồ B nhận của đoàn sau, chứ tránh tình trạng là một hồ là nhận được hai đoàn liên tục mà có hồ kia là không nhận được. Đồng thời là sau đó thì chúng tôi tập trung chỉ đạo cho các thôn lên danh sách kiểm tra, khảo sát lại cái tổng số hồ trong thôn mình là cái hồ theo nóc nhà. Sau đó là căn cứ vào số lượng của các là đoàn cứu trợ để chúng tôi phân bổ số lượng của từng thôn theo tỷ lệ hồ của từng thôn. Câu chuyện thu lại tiền để chia đều cho các hộ dân lại gợi mở thêm nhiều vấn đề cần phải xem xét lại, nhất là trong phương pháp cách làm ở các địa phương cơ sở. Bài học rút ra là chính quyền địa phương cần khảo sát cụ thể tình hình thiệt hại của dân, lên kế hoạch để phân chia khu vực dân cư theo mức độ thiệt hại nặng nhẹ và phải đưa ra bàn bạc, xin ý kiến và được sự thống nhất của người dân. Những người đứng đầu ở cơ sở cần có sự linh hoạt hơn trong việc tạo điều kiện cũng như hỗ trợ hiệu quả các nhóm thiện nguyện. Về phía các tổ chức thiện nguyện, cần tìm hiểu kỹ thông tin nơi cần đến, liên hệ chặt chẽ và cần đặt niềm tin vào chính quyền địa phương để có sự điều phối qua cứu trợ hợp lý. Phía Tổng hội người Việt Nam ở Thái Lan có làm việc và liên hệ trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng giống như là cái chỗ sở ngoại vụ, và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng báo cho biết là chỗ nào bị thiệt hại nặng và chỗ nào bị thiệt hại nhẹ thì trong đoàn cũng có chia sẻ cho nó đồng đều. Bản thân chúng tôi sẽ cũng gặp rất là khó khăn, tại vì nó cũng sẽ gây ra lộn xộn. Tôi nghĩ là cái tổ chức lớn hay nhỏ gì đấy thì cũng phải thông qua với cả địa phương. Phải một cái tổ chức nào đấy của địa phương thì làm công việc thì nó mới nhanh chóng và nó hiệu quả nhất. Chúng tôi mong muốn là có cái sự kết hợp rất là phối hợp, rất là chặt chẽ giữa là các đoàn từ thiện cùng với là chính quyền mà trực tiếp sở tại là địa phương, Ủy ban Nhân dân xã đây, ban cứu trợ của các xã đây của huyện, để đây mình đảm bảo cái phân phối cái tỷ lệ cái lượng hàng cứu trợ về các vùng các địa phương cho nó đảm bảo công bằng. Về lâu dài, để việc tiếp nhận cứu trợ bài bản, minh bạch và công bằng hơn ai hết, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương. Có như thế, mọi người dân vùng lũ mới nhận được sự sẻ chia của đồng bào cả nước.